Tam tòa thánh mẫu gồm có ba ngôi, đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, đệ tam thoại phủ, đó là ba vị thánh mẫu khác nhau. Tuy nhiên, có tài liệu cho rằng tam tòa thánh mẫu đều là hiện thân của mẫu Liễu Hạnh với ba lần giáng trần, hay nói cách khác, mẫu Liễu Hạnh hóa thân vào cả ba thiên, thượng ngàn và thoại phủ. 1. Mẫu đệ nhất thượng thiên. Mẫu đệ nhất thượng thiên chính là mẫu Liễu Hạnh, bà vốn là con vua Ngọc Hoàng có tên là đệ nhị Quỳnh Hoa công chúa với ba lần giáng sinh xuống cõi trần. Lần thứ nhất bà giáng vào nhà họ Phạm ở Quảng Nam, Vì Nhuế, Ý Yên Nam Định, bà có tên Phạm Tiên Nga và hưởng thọ 40 tuổi. Lần thứ hai bà giáng vào nhà họ Lê ở An Thái, Vũ Bản, Nam Định, bà kết duyên cùng Trần Đào Lang, đến năm 21 tuổi thì về trời. Lần thứ ba bà giáng hiện tại Nga Sơn, Thanh Hóa Hạ Trần để tái hợp cùng Mai Sinh là hậu kiếp của Trần Đào Lang được hơn một năm thì mãn hạn hồi tiên. Lần giáng sinh lần thứ nhất vào đầu thời nhà hậu Lê, tại ấp Quảng Nạp, xã Vì Nhuế huyện Đại An, Phủ Nghĩa Hưng, Trần Sơn Nam, có ông Phạm Huyền Viên, người xã Lang Hạn kết duyên cùng bà Đoàn Thị Hằng, người ấp Nhuế Duệ, cũng xã Vì Nhuế, nay là thôn Vì Nhuế, xã Yên Đồng, Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hai ông bà là những người hiền lành, tu nhân tích đức, nhưng hiểm một nỗi đã ngoài 40 mà chưa có con. Một đêm rằm tháng 2, ông bà được thần báo mộng là Ngọc Hoàng sẽ cho con gái thứ hai là công chúa Hồng Liên đầu thai làm con, từ đó bà có thai. Trước khi sinh, vào đêm ngày 6 tháng 3 năm Quý Sửu, trời quang mây vàng như có ánh hào quang, ông Huyền Viên ngồi đợi tin mừng, bỗng như có một nàng tiên từ trong đám mây bước xuống thềm nhà, và bà sinh một bé gái, vì vậy ông đặt tên con là Phạm Tiên Nga. Phạm Tiên Nga càng lớn càng xinh đẹp, mọi việc nữ công gia chánh đều thành thạo, đảm đang. Đến năm 15 tuổi đã có nhiều người đến dặm hỏi, nhưng nàng đều khước từ vì nàng còn phải ở nhà chăm sóc cha mẹ già yếu, canh cửa quán xuống công việc gia đình. Ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Ngọ, 1462, cha của nàng qua đời, 2 năm sau mẹ của nàng cũng về nơi tiên cảnh. Phạm Tiên Nga đã làm lễ an táng cha mẹ ở phía đông nam Phủ Nghĩa Hưng, đây là thôn Lang Ngạn, ở đây có đền thờ cha và mẹ của Phạm Tiên Nga. Sau 3 năm để tang cha mẹ, lo mồ yên mà đẹp, Phạm Tiên Nga bắt đầu chu du khắp nơi làm việc thiện. Lúc này Tiên Nga vừa tròn 35 tuổi, bà đã ủng hộ tiền của và công sức giúp dân đắp đê ngăn nước Đại Hà từ bên kia phía núi Tiên Sơn, nay là núi Gồi, đến Tiệt Nhi, nay chính là đường đê Ba Sát, nối quốc lộ 10 chạy dọc xã đến ngã Ba Vọng, đây cũng chính là con đường nối di tích phủ dày với phủ Quảng Cung. Cùng với việc đắp đê, bà còn cho làm 15 cây cầu đá, khinh hỏi dẫn nước tưới tiêu, khai khẩn đất ven sông, giúp tiền bạc cho người nghèo, chữa bệnh cho người ốm, sửa đền chùa, cấp lương bổng cho các vị hương sư, khuyên họ cố sức dạy dỗ con em nhà nghèo được học hành. Năm 36 tuổi, bà đến bờ sông đồi dựng một ngôi chùa trên mảnh vườn nhỏ, đặt tên là chùa Kim Thoa, bên trên thờ Đức Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, bên dưới thờ cha và mẹ. Sau đó 2 năm, bà tới tu sửa chùa Sơn Trường Y Yên, Nam Định, chùa Long Sơn Duy Tiên Hà Nam, chùa Thiện Thành ở đồn xá Bình Lục Hà Nam. Tại chùa đồn xá, bà còn chiêu dân phiêu tán, lập ra làng xã, dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Tháng giêng năm Nhâm Thìn, 1472, bà trở lại chùa Kim Thoa, và tháng 9 năm ấy, bà trở về quê cũ cùng các anh chị con ông Bắc tu sửa đền thờ tổ họ Phạm Khang Trang Bề Thế, nay còn đền thờ ở phía nam xóm đình thôn Lang Hạn. Sau đó bà lại đi chu du ở trong hạt, khuyên dân bà con dân làng những điều phải trái. Rồi trong đêm ngày 2 tháng 3 năm Quý Tỵ, thời Hồng Đức, 1473, trời nổi cơn dông, gió cuốn, mây bay, bà đã hóa thần về trời, năm đó bà vừa tròn 40 tuổi. Các đền phủ liên quan đến lần giáng sinh thứ hai, ngay sau khi bà mất, nhân dân xã Lang Hạn huyện Đại An, Phủ Nghĩa Hưng đã lập đền thờ trên nền nhà cũ, gọi là Phủ Đại La Tiên Tử. Đồng thời quê mẹ của bà là xã Vì Nhuế cũng lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của bà, gọi là Phủ Quảng Cung. Lần giáng sinh thứ hai, vì thương nhớ cha mẹ và quê hương ở cõi trần mà đến thời Lê Thiên Hữu, năm Đinh Tỵ, 1557, bà lại giáng sinh lần thứ hai làm con ông Lê Thái Công và bà Trần Thị Phúc tại thôn An Hải, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản, Hạt Sơn Nam Hạ, nay là Kim Thái, Vũ Bản, Nam Định, cách quê cũ Vị Nhuế chừng 7 km. Do ông Lê Thái Công nhìn mặt con, thấy nét mặt giống nàng tiên nữ bưng khay rượu trong bữa tiệc chúc thọ Ngọc Hoàng mà ông mời trước đó, nên đặt tên cho con là Lê Giang Tiên. Lần này bà kết duyên với ông Trần Đào Lang, sinh được một người con trai tên là Nhân, một con gái tên là Hoa. Giữa lúc cả gia đình đang đầm ấm vui vẻ thì bỗng nhiên bà mất ngày 3 tháng 3 năm Đinh Sửu, thời Lê Gia Thái thứ năm, 1577. Năm ấy bà mới 21 tuổi, tuyệt nhiên không bệnh tật gì. Lăng mộ và đền thờ ở Phù Dày, thôn Thiên Hương Vân Cát, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định. Giáng Tiên về trời đúng hạn định theo lệnh của Ngọc Hoàng, nhưng khi nàng đã ở trên trời thì lòng Trần lại canh cánh, ngày đêm ra giết trong lòng nỗi nhớ cha mẹ, chồng con, nên nàng muốn xuống trần gian lần nữa. Khi về đến nhà vừa đúng lúc gia đình đang làm dỗ mãn tang cho nàng, mọi người đều hết sức ngạc nhiên và vô cùng sung sướng. Nàng ôm lấy mẹ mà khóc, rồi kể hết sự tình, dặn anh hãy gắng lo chăm sóc cha mẹ, vì lần này xuống trần nàng không thể ăn ở như lần trước, rồi trở về nhà chồng. Liễu Hạnh gặp chồng, còn cái mừng mừng tủi tủi, nàng cũng kể rõ mọi chuyện cho chồng biết, khuyên chồng hãy cố gắng luyện trí,
yên tâm theo đuổi sự nghiệp công danh, đừng quên chăm sóc con thơ, phụng dưỡng cha mẹ, đang quét dọn, sửa sang nhà cửa, may vá quần áo cho chồng cho con, rồi bỗng chốc lại thoát biến lên mây. Cứ như thế, thỉnh thoảng nàng lại hiện về, làm xong các việc rồi lại biến đi, dòng dã hàng chục năm sau, cho đến khi con cái khôn lớn và đào lang công thành danh toại, nàng mới từ biệt để đi chu du thiên hạ. Các đền phủ liên quan đến lần giáng sinh thứ hai, nguyên ngang nhất là quần thể phủ dày với các đền phủ chính là phủ Công Đồng, phủ Chính Tiên Hương, phủ Vân Cát, phủ Bóng, phủ Giác Ba, phủ Tổ, đền Khởi Thánh và Lăng Mẫu. Lần giáng sinh thứ ba, vì tình nghĩa thủy chung với chồng con ở trần thế nên đến thời Lê Khánh Đức thứ hai 1650, bà Vân Du đến làng Tây Mỗ, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 10 tháng 10 năm Canh Dần, tái hợp với ông Trần Đào lúc này đã tái sinh là Mai Thanh Lâm, sinh được một con trai tên là Cồn. Bà mất ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Thân, thời Lê Cảnh Trị thứ 6, 1668. Năm ấy bà vừa 18 tuổi, đền thờ bà ở phủ Tây Mỗ, thôn Tây Mỗ, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Các đền phủ liên quan đến lần giáng sinh thứ ba, đền Đồi Ngang thờ cậu bé Đồi Ngang là con trai của mẫu, có tên thật là Thanh Cồn. Trong lần giáng sinh lần thứ ba, đền mẫu Song Sơn, Thanh Hóa. Tại thành tích của mẫu Liễu Hạnh, mẫu Liễu Hạnh đã để lại nhiều thành tích trên dương gian, dưới đây xin tóm tắt một số thành tích của mẫu. Thành tích về trận chiến Đèo Ngang. Thời vua Lê Thái Tổ, 1385 đến 1433, trị vì, lần ấy, tiên chúa đang hóa phép thành cô gái, mở quán bán cho khách bộ hành ở chân Đèo Ngang, Quảng Bình. Lời đồn đại về một cô gái nhan sắc tuyệt vời bỗng đâu xuất hiện ở nơi đèo heo hút gió, làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, rồi chỗ nào cũng thấy, thì thào bàn tán. Chẳng mấy chốc, lời đồn đại cũng tới tận kinh đô đến tai hoàng tử sắp kế nhiệm. Hoàng tử còn vua sắp kế nhiệm, vốn là một chàng trai lười biếng học hành, nhưng lại ham chơi bởi phong túng đã tìm đến tiên chúa để gả gẫm. Hoàng tử đã bị tiên chúa làm thành một kẻ ngần ngơ, điên điên dại dại, cả hoàng triều bối rối, lo sợ, tìm thầy tìm thuốc, có đến cả tháng mà bệnh tình hoàng tử vẫn không thuyên giảm. Nhà vua nhờ sự giúp đỡ của 8 vị kim cương đã lừa bắt được tiên chúa, họ đưa tiên chúa về kinh để hỏi tội. Sau khi nghe tiên chúa kể lại hành vi của hoàng tử, nhà vua đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nói lời cảm tạ rồi chúc tiên chúa lên đường may mắn. Thành tích về gặp gỡ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Tương truyền, Phùng Khắc Khoan đã gặp Liễu Hạnh công chúa cả thầy hai lần và đều có sướng họa thơ. Một lần gặp ở chùa Thiên Minh, Lạng Sơn khi ông đi sứ về, một lần ở Hồ Tây, nay thuộc Hà Nội, khi ông cùng với hai bạn họ Ngô và họ Lý đi chơi thuyền. Lần ở Hồ Tây, người tiên kẻ tục bèn làm thơ sướng họa liên ngâm, sau được nữ sĩ Đoàn Thị Điểm chép trong chuyện Vân Cát Thần Nữ ở tập truyền kỳ Tân Phà của bà. Thành tích về sự giúp đỡ vua Quang Trung. Khi vua Quang Trung kéo quân ra Bắc, Mẫu Liễu đã hóa thành một bà già dâng cháo cho quân Tây Sơn và độ cho cuộc chiến của vua Quang Trung thắng lợi giòn giã tại thành Thăng Long, giải phóng đất nước. Liên quan đến thành tích này là đền dâu, đền quán cháo. Thành tích về việc Mẫu Liễu Hạnh quy y nhà Phật. Sau khi hóa về trời, do vẫn còn tâm nguyện giúp đời, nên tiên chúa khẩn thiết xin Ngọc Hoàng Thượng Đế cho trở lại cõi trần gian. Ngọc Hoàng Thượng Đế lắng nghe và hiểu rõ tất cả, ngài cho gọi hai thị nữ tin cậy là Quỳnh Hoa và Quế Hoa Bảo cùng đi với tiên chúa. Lần này tiên chúa xuống Phố Cát, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Ở đây, cũng như những lần trước, tiên chúa thường hiện linh giúp đỡ người lành, trừng trị kẻ ác, nhân dân cùng nhau góp của góp công, dựng một ngôi đền để lấy chỗ phụng thờ tiên chúa. Những sự việc ấy lọt đến tai vua Lê Chú Trịnh, hai vị vua chúa cho rằng trước kia tiên vương thả yêu nữ ra là một sai lầm, bây giờ đã đến lúc cần phải thẳng tay trừng trị, bởi vì không thể có luật lệ nào khác ngoài luật lệ của vua chúa và ai muốn làm gì cũng không được tự quyền. Thế là hai vị cho triệu hồi các thuật sĩ tài giỏi trong nước đến kinh đô, trong đó có Tiên Quân Thánh, vốn là tướng nhà trời, do mắc lỗi đã bị đày xuống trần làm con trai thứ ba của một vị thượng sư, sư tổ của phái Nội Đạo Tràng, giao cho dẫn một đội quân hùng mạnh đến thẳng miền Phố Cát để đánh dẹp. Biết là không thể chống cự lại được, tiên chúa bảo Quỳnh Hoa, Quế Hoa tìm cách trốn đi, còn tự mình cũng hóa phép thành đứa trẻ, rồi lại hóa phép thành con rồng có vảy vàng vảy bạc múa lượn trên không. Tiên Quân Thánh lúc ấy ngồi trên voi 9000 nhậm thần chú tung lưới sắt ra chụp lấy tiên chúa, bị bắt rồi hiện nguyên hình trở lại. Giữa lúc ấy Phật Tổ xuất hiện giải cứu cho tiên chúa. Khi vừa thấy Phật Tổ, Tiên Quân Thánh liền sững lại, thay vì vậy đã sai quân lính mang đến cho tiên chúa một bộ quần áo ca sa và một chiếc mũ nico. Tiên chúa nhận áo mũ rồi thoát biến lên mây cùng với Phật Tổ. Có lẽ vì tích này nên chúng ta thấy đạo mẫu và đạo Phật luôn khăng khít đồng hành với nhau. Có thể nói hầu hết ở đâu thờ tứ phủ thì ở đó có thờ Phật và ngược lại. 2. Mẫu đệ nhị thượng ngàn. Mẫu thượng ngàn còn gọi là mẫu đệ nhị hay mẫu đệ nhị thượng ngàn bởi mẫu đứng thứ hai trong tam tòa thánh mẫu. Mẫu thượng ngàn có rất nhiều tên gọi như Diệu Tín Thiền Sư, Lê Mại Đại Vương, Đồng Cung Công Chúa, Lâm Cung Thánh Mẫu, mẫu đệ nhị Nhạc Phủ, Sơn Tinh Công Chúa. Mẫu thượng ngàn được thờ chủ yếu tại vùng rừng núi. Có thể nói, ở đâu có rừng núi thì ở đó có đền thờ mẫu thượng ngàn. Có ba nơi được coi là nơi thờ chính là Bắc Lệ, Lạng Sơn, Suối Mỡ, Bắc Giang và Đồng Cung.
Yên Bái. Tuy vậy, ba nơi này lại lưu giữ những truyền thuyết có phần khác nhau về Mẫu Thượng Ngàn trong các ngôi đền thời chính của Mẫu Thượng Ngàn như đền Đông Quương, đền Suối Mỡ, đền Công Đồng Bắc Lệ. Thì đền Đông Quương là nơi mẫu được vua Lê Sắc Phong lên mại đại vương. Nếu đặt trong tương quan so sánh với đền Bắc Lệ và Suối Mỡ thì đền Đông Quương có vị trí quan trọng nhất, là nơi thời chính Mẫu Thượng Ngàn. Căn cứ theo truyền thuyết và các bản văn châu thì đền Bắc Lệ chính là nơi lâm cung thánh mẫu hiền linh, âm phủ, đền Suối Mỡ là thắng tích lưu lại dấu vết bà tu tiên luyện đạo, còn đền Đông Quương, Yên Bái là nơi bà giáng sinh và ngự, dưới đây là các thần tích về Mẫu Thượng Ngàn. Thần tích Mẫu Thượng Ngàn tại đền Suối Mỡ. Mẫu Thượng Ngàn được thờ ở Suối Mỡ là mỹ nương Quế Hoa công chúa, con của vua Hùng Định Vương và hoàng hậu An Nương. Theo sự tích, khi sinh bà ra, hoàng hậu đau quá phải vịn vào cành quế mới sinh hạ được bà, nên vua Hùng Vương mới đặt tên cho bà là Quế Hoa công chúa. Lớn lên, Quế Hoa luôn nhớ thương mẹ nên đã đi vào rừng sâu để tìm dấu vết người mẹ hiền. Nàng được tiên ông ban cho phép thuật nên đã cùng 12 thị nữ ra sức tu tiên luyện đạo, cứu giúp dân lành. Khi nhân dân các bản mường đã có cuộc sống no ấm, mỹ nương Quế Hoa cùng 12 thị nữ bay về trời trên đám mây ngũ sắc. Tại khu du lịch tâm linh Suối Mỡ có 3 ngôi đền đều là nơi thờ của Quế Hoa công chúa. Đền hạ còn gọi là đền Công Đồng Suối Mỡ, đền Trung và đền Thượng. Thần tích Mẫu Thượng Ngàn ở đền Bắc Lệ. Ở đền Bắc Lệ lại lưu truyền câu chuyện Mẫu Thượng Ngàn là công chúa La Bình. La Bình công chúa là con gái của Sơn Tinh, tức Tản Viên Sơn Thánh, và mỹ nương, tức La Bình là cháu ngoại của vua Hùng. Lúc còn nhỏ, La Bình thường được cha cho đi cùng đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền trung du đồi bãi chập trùng để dạy dân săn bắn, chăn nuôi, trồng cây, cây lúa, làm nhà, làm thuốc chữa bệnh. Đó luôn luôn được theo cha như thế nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Vốn thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. Nhưng khi Sơn Tinh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến thì La Bình thường được cha cho đi thay. Những lần như thế, La Bình luôn tỏ ra là một người đầy bản lĩnh, biết tự chủ trong giao tiếp, lại cũng biết thành thạo trong mọi công việc. Các sơn thần, tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn Thánh. Khi Tản Viên và Mỹ Nương, theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế trở về trời thành hai vị thánh bất tử thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận công việc dưới trần, nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du đồi bãi chập trùng của nước Nam. Thần tích Mẫu Thượng Ngàn ở đền Đông Quương. Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong Kiến Văn Tiểu Lục thì ngôi đền Mẫu Đông Quương ngày nay, trước đây thờ Đông Quang công chúa nổi tiếng anh linh. Đông Quang công chúa là Lê Thị Kiểm, bà là vợ của ông Hà Văn Thiên, người tại Đông Quương được triều đình giao cho cai quản Đông Quương. Như vậy, Mẫu Thượng Ngàn nơi đây đã được hình tượng hóa bởi một nhân vật có thật trong lịch sử, đó là Đông Quang công chúa. Nơi đây, bà Lê Thị Kiểm được hóa thân vào Mẫu Thượng Ngàn. Trong niềm tin tâm linh của những con nhanh đệ tử đạo mẫu thì đền Đông Quương có vị trí vô cùng quan trọng, được coi là nơi ngự chính và nơi giáng sinh của Mẫu Thượng Ngàn. Đền Đông Quương còn có tên là đền Thần Vệ Quốc theo sắc phong của triều đình Nguyễn. Cũng tại nơi đây, vua Lê Thái Tổ đã phong bà là Lê Mại Đại Vương, sau khi bà đã phù cho vua Lê đánh giặc. Như vậy, nếu Mẫu Thượng Ngàn ở Bắc Lệ, Lạng Sơn là công chúa Quế Hoa, ở Suối Mỡ, Bắc Giang là công chúa La Bình, thì ở Đông Quương, Mẫu Thượng Ngàn là lâm cung thánh mẫu, vừa là bậc tối tú anh linh, quyền cao tối thượng, vừa gần gũi, bình dị trong hình hài một người vợ, người mẹ trần thế có lai lịch, gốc tích rõ ràng. Đền thờ chính của Mẫu Thượng Ngàn, đền thờ Mẫu Thượng Ngàn có ở khắp mọi vùng, nơi nào có rừng núi thì đều có đền Mẫu Thượng. Nhưng nổi tiếng bậc nhất vẫn là cụm di tích đền Đông Quương, đền Vọng Đông và đền Tuần Quán tại Yên Bái, là nơi mẫu giáng làm con gái nhà tù trưởng họ Cao. Tiếp nữa có đền Công Đồng Bắc Lệ và đền Thất Khê tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tương truyền là nơi vua Lê Thái Tổ lập để ghi nhớ công ơn mẫu giúp vua. Ngoài ra còn có đền Suối Mỡ thuộc Bắc Giang, xưa thuộc Hà Bắc, là nơi dấu tích của mẫu khi xưa học đạo. Đền Tam Cờ trên tỉnh Tuyên Quang, đền Mẫu Thượng thuộc thị xã Lào Cai. 3. Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Đệ Tam còn gọi là Mẫu Thoải, chữ Thoải là độc trạch của chữ Thủy, Mẫu Thoải tức là Mẫu Thủy hay còn gọi là Thủy Cung Thánh Mẫu. Mẫu Thoải và Mẫu Thượng Ngàn đã ra đời từ rất lâu trước cả Mẫu Liệu Hạnh. Trong Tam Tòa Thánh Mẫu, Mẫu Thoải đứng thứ 3. Mẫu Thoải cùng như Mẫu Thượng Ngàn có nhiều thần tích khá khác nhau, không được thống nhất như Mẫu Liệu Hạnh. Dưới đây người viết liệt kê một số truyền thuyết về thân thế của Mẫu Thoải để các bạn tham khảo. Các truyền thuyết Mẫu Thoải là con gái vua Thủy Tề, Long Vương. Có hai truyền thuyết Mẫu Thoải xuất thân là con gái của Long Vương. Truyền thuyết từ vùng Thái Bình, Nghệ An, từ thuở Hồng Hoang, thời Mở mang đất nước, vua Kinh Dương Vương đi chu du khắp nơi. Rồi một ngày kia, nhà vua gặp một người con gái nhan sắc tuyệt trần và đã lấy nàng làm vợ. Nàng chính là con gái của Long Vương, sau này bà đã sinh ra Sùng Lãm chính là vua Lạc Long Quân. Vì nàng là con gái Long Vương nên được làm nhiệm vụ cai quản vùng sông biển, ao hồ. Truyền thuyết tại vùng Nghệ An cho biết thêm hai người đã gặp nhau bên bờ sông Lam ngày nay, ngày xưa gọi là sông Thanh Long. Truyền thuyết Mẫu Thoải ở đền Dùng Tuyên Quang, đền Dầm, đền Sâm Thị Thường Tín Hà Nội. Theo truyền thuyết này thì Mẫu Thoải cũng xuất thân là con gái của vua Thủy Tề, nhưng không thấy nhắc đến hai vợ chồng sinh ra Lạc Long Quân. Mẫu Đệ Tam vốn là con gái vua Thủy Tề, ở chốn Long Cung,
bà kết duyên cùng Kính Xuyên, là con vua đất. Khi Kính Xuyên đi vắng, bà ở nhà khâu vá, chẳng may kim đâm vào tay chảy máu, lấy tấm vải lụa trắng để thấm máu. Thảo Mai, tiểu thiếp của Kính Xuyên, vốn đã sinh lòng đố kỵ từ lâu, nhân cơ hội đó giấu tấm lụa đi. Đến khi Kính Xuyên về, Thảo Mai lấy ra rồi vu oan cho bà ở nhà đã cắt máu thêm nguyền để tư thông cùng cái khác. Kính Xuyên không nghe lời Thanh Minh, ghen tuông mù quáng, một mực bắt đóng củi bỏ bà lên rừng cho thú dữ ăn thịt. Ở nơi rừng núi, bà được muôn loài quý mến, dâng hoa quả nước uống cho bà. Đến một ngày kia thì bà gặp được Liễu Nghị, vốn là thư sinh quê đất Thanh Miện nhờ tập ấm cha mẹ để lại nên đèn sách chuyên cần. Hôm đó trên đường đi thi thì chẳng may bị lạc vào nơi bà bị đày ải. Thấy bà vậy, Liễu Nghị đến hỏi han. Sau khi biết rõ sự tình, Liễu Nghị nhận giúp đỡ bà. Bà đã viết thư nhờ Liễu Nghị mang về đến chốn Long Cung để vua cha thấu hết sự tình rồi sẽ định liệu sau. Theo lời bà, Liễu Nghị ra đến sông Ngân Hán, là mái lòng ra ngoài biển Đông, thấy có cây mô đồng. Liễu Nghị rút cây kim thoa, gõ vào cây 3 lần, tức thì gió giật mưa xa, biển động ầm ầm. Giữa dòng thấy hiện lên đôi bạch xà, Liễu Nghị bèn trình bày mọi việc. Đôi bạch xà vâng lệnh đưa Liễu Nghị xuống thủy cung. Tại đây, Liễu Nghị trao cho vua Thủy Tề bức thư và kể hết mọi chuyện. Vua cha tức giận, sai người đi bắt Kính Xuyên và Thảo Mai, còn truyền cho trưởng tử Xích Lân lên đón bà về. Sau đó bà được rước về Thoải Phủ, kết duyên cùng Liễu Nghị, người được giao cho chức quốc tế thủy quan. Theo truyền thuyết này, có lẽ dân gian vẫn nói người con gái gian dảo là Thảo Mai chắc là xuất xứ từ sự gian dảo của nàng Thảo Mai trong câu chuyện này. Tại Hà Nội, có đền Rầm cũng có một thần tích tương tự như vậy. Đây là một ngôi đền thờ mẫu lâu đời, có đến 28 sắc phong của triều đình phong kiến. Nơi đây có thể nói là một đền chính của Mẫu Thoải. Ngoài ra Hà Nội còn có đền Gành ở Gia Lâm thờ Mẫu Thoải. Tuy nhiên, tại đền Gành Mẫu Thoải được hóa thân vào công chúa Lê Ngọc Hân. Như vậy, đền chính của Mẫu Thoải là đền Rầm ở Hà Nội và 3 đền tại Tuyên Quang, đền Ý La, đền Dùm, đền Thượng và đền Hạ. 3 đền này cùng có tích chung về Mẫu Thoải. Truyền thuyết Mẫu Thoải là vợ của vua Thủy Tề. Ở làng Viêm Xá, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Mẫu Thoải được thờ là thành hoàng và có sắc thượng phong để những nương nam nữ Nam Hải đại vương. Theo thần phà của làng, Mẫu Thoải là vợ của vua Thủy Tề, là hoàng hậu ở dưới thủy cung. Vua Thủy Tề trông coi các việc ở biển, còn Mẫu trông coi các việc ở sông suối. Do sông suối có ở khắp nơi nên Mẫu cũng có mặt ở khắp nơi, nhất là tại các bến sông lớn. Truyền thuyết Mẫu Thoải là hóa thân của 3 công chúa của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Theo thuyết này, Lạc Long Quân đã giao cho 3 công chúa cai quản sông biển nước Nam là Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ công chúa, Hoàng Bà Đoan Khiết Phu Nhân và Tam Giang công chúa. Bà đóng dinh cơ ở sông Nguyệt Đức và có nhiệm vụ coi sóc các sông nước, luồng lạch, dạy dân chế tạo thuyền bè và đan các thứ lưới bắt cá, chế ngự các vị thần mưa, thần gió mỗi khi các vị này xâm hại đến hạ giới. Các mẫu còn làm mưa và giúp dân chống lụt. Bình luận thêm của người viết, truyền thuyết Mẫu Thoải là công chúa của vua Thủy Tề được lưu truyền rộng rãi khắp nước hơn, còn truyền thuyết Mẫu Thoải là hoàng hậu thì chỉ giới hạn ở một làng. Truyền thuyết Mẫu Thoải là hóa thân của 3 công chúa của Lạc Long Quân không phải là thuyết phục lắm, bởi cai quản sông biển ao hồ là của hoàng cung Thủy Tề. Nếu vậy, truyền thuyết về Mẫu Thoải là con gái của vua Thủy Tề, Long Vương, có lẽ hợp với tục thờ mẹ sông nước trong tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc Việt Nam từ muôn đời nay sẽ được coi là truyền thuyết chính của Mẫu Thoải. Các đền thờ chính, đền Thượng Tuyên Quang, đền Hạ Tuyên Quang, đền Y La Tuyên Quang được coi là nơi phát tích của Mẫu Thoải, đền Rầm, đền Sâm Thị Thường Tín, Hà Nội, gần với thành tích Mẫu Thoải linh phù cho vua Trần Nhân Tông đánh giặc Nguyên, đền Mẫu Thác Hàn Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, gần với thành tích Mẫu Thoải linh phù cho vua Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, đền Mẫu Thoải Lạng Sơn gắn với các thành tích Mẫu Thoải giúp các triều đại chống quân phương Bắc xâm lược.